Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em test net của dự án Tyco Sony 5 anh em. Thì để tham gia dự án này tất cả anh em cần copy phần link Brain nè. Thì tất cả anh em cần có ETH đó là Sepodia. Thì trước kia mình đã có hướng dẫn cho tất cả anh em test trên nền tảng SQL, mình rất là forecast ETH trên nền tảng của Sepodia khá là nhiều đó nè. Rồi, anh em copy link Brain nè. Rồi, anh em bấm vào Sepodia nè. Giờ anh em connect với MetaMask mình. Anh em nào không có ETH Sepodia thì vào trang Infora đó, InfoCast này nè. Rồi sau đó anh em chọn network đó là Sony nè. Rồi mình sẽ Brain 0.1 nè. Anh em nhấn Brain nè. Rồi anh em xác nhận anh em. Rồi em vào đây anh em min forecast token hao luôn đi nè. Anh em min gì mình đã min rồi. Rồi sau khi buy xong anh em nhấp vào phần Sepodia này, anh em chọn là cái mạng unit này nè. Rồi, anh em mở chỉ MetaMask mình ra nè. Mình add cái mạng unit vào nè. Rồi, sau đó anh em chỉ copy link tiếp theo của mình, đó là link sàn swap sonia.tyco. Connect nè. Anh em nhấp vào connect đây nè. Vì mình đã connect địa chỉ rồi nè. Rồi sau khi swap xong anh em copy cái contract đó là token BLL. Rồi anh em swap 3 lệnh min trên 0.1 ETH nè. Anh em dán vào đây nè. Add nè. Rồi mình sẽ 0.1 đi. Rồi anh em swap nè. Confirm swap nè. Rồi anh em mở chỉ MetaMask mình xác nhận nè. Đây thì anh em chọn tăng tốc anh em. Anh em chọn thị trường linh hoạt này. Bấm rỡ này. Cho nó mau một chút. Anh em ok nè. Rồi sau đó anh em bấm vào swap qua lại nha anh em. Rồi sau đó anh em swap qua lại, rồi anh em bấm vào một phần chung vốn nữa, nghĩa là add liquidity đó. Anh em bấm vào add liquidity này. Rồi anh em chọn cái đồng BLL nè. Rồi mình sẽ là 50-50 nè. Mình sẽ là 100 đi. Rồi anh em bấm vào approve. Tất cả anh em mở địa chỉ MetaMask mình xác nhận. Rồi anh em bấm xác nhận. Rồi chờ nó xác nhận xong mình bấm ship ly, confirm ship ly anh em. Rồi anh em bấm ship ly. Rồi confirm ship ly nè. Màn này nó hơi chậm anh em. Chậm còn lỗi nhiều. Xin không đền MetaMask ra. Rồi anh em mở địa chỉ MetaMask của mình ra nè. Đây thì anh em chọn thị trường linh hoạt anh em. Và anh em bấm xác nhận nè. Rồi sau khi anh em add DB xong anh em nhấp vào mũi tên. Anh em có thể remote ra nè. Đây thì mình sẽ mua 25% nè. Approve.
Rồi thì mình tóm lại như thế này. Approve. Ký. Remon. Config. Sao mới đứng mạng ta? Bấm remote, bấm config nè. Cho nó cũng hiện ta. Em xác nhận. Rồi thì tóm lại anh em vào swap 3 lệnh nha anh em. Rồi add with DT và remote 3 lệnh nha anh em. Rồi vậy video của mình đến đây đã hướng dẫn cho tất anh em tên của dự án Tyco Sonic. Đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn tất cả anh em trong những video tiếp theo từ mình nha.